đường Nguyễn Biểu nha. Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11, thứ năm 14 tháng 11. Năm 2024 mình đang rẽ vào đường Cao Đạt nè, để mà đi ra được cái mà chung cư Chợ Quán mà mình hay quay clip á, mình hay chạy ngang ngang chỗ đó đó, thì sẽ nhìn ở phía bên tay trái nha, có cái tấm bảng ghi là chùa Thiện Mỹ á, mình sẽ rẽ vào. Thì ở phía bên trong này là cái chợ, buổi sáng là chợ truyền thống bình thường nha, còn buổi trưa là có mấy chỗ bán đồ ăn nè, đó chợ buổi trưa khá vắng. Muốn ăn đồ ăn thì vô đây, giống như hủ tiếu, bún riêu, canh bún này nọ đó, trong đây có bán. Nhưng mà cũng ít rồi, có vài chỗ bán thôi. Buổi sáng chợ truyền thống người ta bán đồ cũng nhiều lắm, còn bây giờ thì người ta bán đồ ít, dẹp rồi. Cũng toàn mấy chỗ họ bán thôi. Nó chạy dọc lên thì có mấy cái chỗ mà bán tạp hóa. Rồi rẽ ở đây nha, chung cư nè. Đó, đây là chung cư Chợ Quán. Đó, chung cư Chợ Quán á. Sẽ chạy một vòng cái chung cư Chợ Quán xem. Rất là thích cái không khí ở dưới mấy cái chung cư này. Buổi trưa thấy nó đã sao, bóng mát nè. Rồi người ta ngồi thấy yên bình lắm. Nó không có xô bồ nha. Nó mình cũng chả hiểu sao mà mình thích. Có mấy quán cà phê ở dưới đây nè, quán tóc thôi. Chỗ này có quán bán food, rap food, mới bán gì. Thấy yên bình không? Đây là ở dưới có mấy cái hiền chung cư. Còn dọc ở ngoài đây là nhà của người ta. Có quán cà phê, quán nước này nọ. Trong là ai có mặt bằng đó, họ cũng muốn kinh doanh bán đồ ăn, nước uống. Đó, tiệm tạp hóa nè, treo bánh trái, bánh tráng trộn các loại. Có giao hàng nữa nè, con gái thì phải, phụ nữ nè. La La Mu, Aha Mu gì á. Mình đi La La Mu á, phải áo đó La La Mu. Nó bọc ra là ra được đường Võ Văn Kiệt. Bên đây bán siro đá bào, trà sữa gì á. Cái không khí ở dưới chung cư luôn á, đã rồi. Rồi hết rồi. Giờ mình sẽ vòng ra đường Võ Văn Kiệt nha. Nó có mấy cái hẻm để mình bọc ra được đường Võ Văn Kiệt nè. Đó như là ở đây nè. Đó đâm thẳng đây là đường Võ Văn Kiệt. Rẽ phải là đường Võ Văn Kiệt.